Vâng, Thanh Nguyên xin kính chào tất cả quý vị, các chú anh chị đang xem YouTube của ba anh em kênh Atom TV. Lại. Nói đi, cứ nói bình thường đi, kể đi. Vâng, Thanh Nguyên xin kính chào tất cả quý vị, các chú anh chị đang xem YouTube kênh của ba anh em Atom TV cũng như là Trai Đồng Bằng TV và cũng như là Thanh Nguyên Vlog. Thì ngày hôm nay ba anh em tụi em cũng có một số những nguồn thông tin rất là nóng liên quan đến câu chuyện của tỉnh Sóc Bồng Lai, cũng muốn chia sẻ gửi đến của chú anh chị. Để rất là lâu rồi ba anh em cũng không có gặp, thì ngày hôm nay có dịp gặp nhau thì cũng trò chuyện một tí về sự việc ngày hôm nay, đặc biệt thì trong cái thời điểm hiện tại sau phiên tòa cũng như là gần cận kề cái ngày mà các cá nhân của tỉnh Sóc Bồng Lai họ kháng cáo đó, thì chúng ta có thể thấy là có quá nhiều những cái thông tin cũng như là một số những các nhân vật họ nổi trội, họ nhảy vào để mà mượn cái cớ gọi là khóc thuê khóc mướn để cho Việt Nam đồ vũ trụ. Trong số đó thì một số cá nhân trong và ngoài nước cũng lên tiếng rất là mạnh mẽ, đặc biệt khi mà các anh em tham gia vào sự việc ngày hôm nay đó thì nhận được rất là nhiều những cái cuộc gọi, những tin nhắn đe dọa. Thì cái điều này xin mời Trai Đồng Bằng đi, Trai Đồng Bằng là người đầu tiên chia sẻ cái sự việc ngày hôm qua, thì các anh em đã bị đe dọa là như thế nào? Thì kính thưa quý vị, cô chú anh chị em, quý vị cũng biết là ba anh em ở đây thì nói chung là cũng tham dự sao thôi cái câu chuyện Thiền Am, khi mà mình thấy rõ cái vấn đề thì các anh em cũng lên tiếng lên án rất là mạnh mẽ những cái người tỉnh thất cũng như là những cái nhóm mà khóc thê khóc mướn. Thì hôm qua đó thì anh em nói chung là cũng có xuống với Long An gần khu vực Thiền Am thôi để trao tiền cho một cái hoàn cảnh khó khăn ở dưới. Thì khi mà đi gần về rồi thì các anh em là bị một nhóm người là khoảng 3 chiếc xe đó áp sát theo, đuổi theo, nhưng mà nói chung là các anh em là cũng cố gắng chạy cho khỏi. Thì khi mà về thì nhận được là hàng loạt cái tin nhắn, thì tụi em ghi lên màn hình cho quý vị xem, cũng như là điện thoại là đe dọa. Thì tụi em bây giờ coi như là bị treo thưởng luôn rồi đó, săn lùng và nói rằng là nếu mà đi đâu thì sẽ là cho người để mà xử ba người tụi em, coi như là đập chết luôn đó, nói thẳng là vậy luôn đó. Cái tin nhắn có thể đọc cái số điện thoại nó ngay đây không? Thì đọc, em đọc số điện thoại đi. Cái số này nhắn là 0939 461 950. Thì những cái dòng tin nhắn cũng như là những cuộc gọi thì tụi em cũng đã lưu lại để mà làm cái cơ sở để làm cái bằng chứng khi mà bây giờ tụi em mà có cái vấn đề gì thì sẽ là coi như là trình báo ngay cho cơ quan chức năng. Tại vì quý vị biết là tụi em thì cũng hiện tại bây giờ là mình đã đụng vỗ cứng lửa rồi đó, nhưng mà lên tiếng để mình nói về cái tập đoàn cũng như là cái tổ chức mà lợi dụng một chuyện Thiền Am đó, thì họ là giờ đã nhắm vào tụi em. Nói chung nhưng mà có gì đi chăng nữa thì tụi em vẫn sẽ cố gắng để cập nhật và chia sẻ những cái thông tin liên quan đến cái vụ tỉnh Sóc Bồng Lai để gửi đến cho quý vị, cô chú anh chị em. Thì anh Tam nè, cái đợt trước là anh Tam xuống ngay chỗ Thiền Am thì cũng bị gọi như là một số người gọi như là săn lùng, thì anh cũng chia sẻ cho mọi người biết cái vấn đề đó anh Tam. Rồi, chào tất cả quý chú chị và các bạn đang có mặt trên kênh của Thanh Nguyên cũng như là Trai Đồng Bằng. Về những cái sự việc liên quan đến cha con ông Lê Tùng Vân thì nó là rất nóng ở cái thời điểm hiện tại. Khi mà cô chú anh chị và các bạn đã thấy là cơ quan chức năng đã vào cuộc và những phiên tòa cũng đã diễn ra. Từ đầu câu chuyện cho đến giờ, hầu như là nếu như ai đã theo dõi cái câu chuyện liên quan đến Thiền Am bên bờ vũ trụ thì chúng ta nhìn lại một chút là chúng ta đều thấy có những cái vấn đề liên quan đến bạo lực, đúng không ạ? Đơn giản là câu chuyện của cha mẹ Diễm My, chị Châu Minh Hóa cũng là một ví dụ. Ngay bản thân Atom TV cũng như các anh em cũng đã có những cái va chạm đó rồi. Và khi mà Atom TV ngày trước cũng có xuống Thiền Am thì cũng có một số đối tượng khi mà họ đưa ra những cái lời lẽ và họ còn có cái biểu hiện đó là họ rượt mình nữa cơ. Nhưng mà trước hết thì chúng ta đầu tiên là phải thượng tôn pháp luật. Cái đầu tiên là chúng ta thượng tôn pháp luật, sau đó là chúng ta sẽ dùng cái lý lẽ và cái dẫn chứng cụ thể để chúng ta đáp trả lại những cái thành phần mà nó gọi là vô văn hóa và kém hiểu biết. Thì cái vấn đề này thì có lẽ là cô chú anh chị và các bạn cũng đã không lạ gì nữa cả. Thời gian gần đây, mà đặc biệt ở cái thời điểm nhạy cảm như cái thời gian này, thì có rất nhiều đối tượng đến hỏi thăm các anh em ở trên các kênh YouTube bằng cái số điện thoại. Chúng tôi phải nói trước là chúng tôi bán hàng chứ chúng tôi không kiếm chuyện. Nhưng nếu như các bạn mà cứ tiếp tục làm những cái như là đi đe dọa người khác, nhắn tin, gọi điện hoặc chặn chúng tôi thêm một lần nữa, thì chắc chắn là chúng tôi sẽ có những cái phản ứng tự vệ. Trước hết là với cơ quan chức năng thì chúng tôi sẽ trình báo. Còn nếu như các bạn động chân hay động tay cái gì đó thì chắc chắn là mình sẽ phải tự vệ lại, đúng không hai anh em? Thế còn cái sự việc hôm nay thì nó cũng khá là căng thẳng rồi, liên quan đến câu chuyện của Thiền Am bên bờ vũ trụ ạ. Thì cô chú anh chị và các bạn đã thấy là
phía bên kia họ đang xào xáo lẫn nhau rồi. Và đặc biệt nó liên quan đến vấn đề này thì có những cái đối tượng mà cũng đã tham gia ở cái câu chuyện trước, cái drama trước rồi, như là quay sang bên phía Nam, bên bầu vũ trụ. Họ nói rằng là đưa cho họ tiền hoặc là ủng hộ cho họ tiền để họ chạy án cho Thiền Nam bên bầu vũ trụ. Tôi nói ở đây là những cái câu chuyện đó là rất là hài mà rất là phi lý. Và đặc biệt những cái thành phần này là những cái thành phần chống phá và xuyên tạc vào cái chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Đơn cử là Phạm Ngà và Nam Quan Tiến Dũng. Hôm nay thì buổi sáng tôi đã thấy là Nam Quan Tiến Dũng lên công bố cái số tài khoản của các luật sư kêu gọi là giao lưu cà phê này. Rồi số tài khoản của anh ta khi mà anh ta kêu gọi hai cái xe lăn cho Lê Tùng Vân và Thu Vân đấy. Thì tôi không hiểu là những cái người đó nhìn như vậy mà phải dùng xe lăn, xe đẩy. Có lẽ là họ diễn hơi sâu và cách diễn của họ sẽ đánh vào cái tình thương của những người mà ủng hộ cho Thiền Nam, đúng không ạ? Thế còn với câu chuyện của Phạm Ngà thì có lẽ là chúng ta cần phải nhìn vào một chút khi mà Phạm Ngà đang cái tắp cộng đồng cách đây khoảng 10 tiếng. Thì Michio Phạm Ngà, cô chú anh chị và các bạn, không lạ gì cả. Cái thành phần này là cô gái này gọi là bán dưới nuôi trên thôi. Mình không muốn nói nặng hơn nhưng mà cô gái này là bán dưới nuôi trên. Có lẽ là cô gái này sẽ hợp với Lê Tùng Vân hơn là những cô gái khác. Bởi vì là cái vòng 1 của cô ta khá là khủng. Thì có lẽ là sẽ hợp với ông Lê Tùng Vân. Nói vui vậy thôi. Nhưng có lẽ Trại Đồng Bằng hoặc anh Huyền đi. Anh Huyền sẽ đọc cái này khác. Cái tác cộng đồng của Phạm Ngà chia sẻ đây. Đó. Cái này là dường như là trước đây thì được biết thông tin là Phạm Ngà đã lên tiếng gọi là bênh vực Việt Nam. Nhưng không hiểu vì lý do gì, chắc có lẽ là bị gọi là bóc phốt hoặc là kiếm ăn không được. Cho nên là cô ta chuyển quan sang bên lực là lên án lại Việt Nam rồi. Theo cái tác cộng đồng này là như vậy đó. Cụ thể thì bài viết của Michio Phạm Ngà, Lê Văn Tất sinh năm 1917 là bố của Lê Tùng Vân, cũng như là bà Lê Thị Phải sinh năm 1920 là mẹ của Lê Tùng Vân. Ông Tùng Vân là sinh năm 1932, thế là bà Phải 12 tuổi đẻ Tùng Vân. Tên tuổi Tùng Vân đã đổi, tất cả là giả dối và lừa đảo. Thì rõ ràng theo cái thông tin của Michio Phạm Ngà là bà Lê Thị Phải là sinh 1920, mà như vậy thì ông Lê Tùng Vân lại sinh 1932. Là 12 tuổi là bà Lê Thị Phải này phải đẻ ông Lê Tùng Vân hay là sao? Fan của Thiền Nam mà đang bên vực bất chấp ảo ma Tây Ban Nha thế. Nếu như là có vợ có con thì phải ngay thẳng từ đầu, mà là một vợ một chồng đàng hoàng cũng không ai nói. Sao lại lừa dối khán giả nói độc thân, chưa vợ hoặc là mồ côi? Cuối cùng là nơi chơi thoát loạn, trong đó bà nào cũng là vợ, bà nào cũng sinh con cho ổng. Còn trẻ con không ai mồ côi hết, là con ruột của tất cả các cô trong đó. Nó đi tu mà đẻ con sòn sòn. Vậy thì có đúng lừa đảo hay không? Vẫn bên bất chấp chuyện thôi. Vậy mà bên bất chấp là sao? Hay, thấy các bạn Thiền Nam là bố đời rồi, kiểu thích lừa thích sai có sao không à? Tự do được quyền lừa và làm sai. Còn thì đó là tất cả những cái nguồn thông tin mà Michio Phạm Ngà đã chia sẻ, cũng như là rất là nhiều những cái nguồn thông tin khác cô ta đã đăng tải những cái hình ảnh lên trên mạng xã hội. Nhưng mà không biết rằng lý do vì sao cô ta lại quay sang lại là bênh vực cho Thiền Nam ta, lên án Thiền Nam trước kia là bênh vực mà theo ngoài Trái Đồng Bằng thì nghĩ thế nào từ cái này ha? Đó thì như anh Tam chia sẻ thì cũng là một phần thôi, còn theo cái suy nghĩ của em á thì nói chung là cái bà Michio Phạm Ngà này thì cũng là một cái nhân vật cũng cho là trong showbiz đi, cũng là có diễn xuất, cũng làm nghệ thuật đi, thì bả cái gốc gác thì cũng là người Việt Nam, thì cha mẹ của bả ở đây thì cũng Việt Nam mà. Thì nói chung á là bả, em nghĩ là tiền là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bả cũng đã suy nghĩ một cái hướng đi riêng cho mình, là nếu như là sau này em già, bả hiện tại đang ở Dubai thì phải, thì không biết là làm công việc gì, bả thì mình không biết nha. Nhưng mà em suy nghĩ thì bả bây giờ mà nếu bả đi bênh vực bất chấp cho Thiền Nam đó, là bả đã tiếp tay cho những cái phần tử để mà chống đối lại đảng, nhà nước, chính sách của nhà nước, thì bây giờ bả sau này bả sẽ khó có cái cơ hội mà quay trở về để mà làm, ví dụ như bả già rồi bả làm gì, tôi quay về Việt Nam về để mà làm nghệ thuật hay là cái gì đó. Đó, nếu mà bả bênh vực bất chấp thì sau này về ai chấp nhận cho bả vào làm showbiz, làm nghệ thuật nữa, thì bả cũng quay xe, suy nghĩ để quay xe thôi. Chứ nếu mà bây giờ bênh vực bất chấp cho Thiền Nam sau này bả về rồi cha mẹ bả Việt Nam thì cái nọ là sao, thì bả cũng tính cái hướng. Riêng cá nhân của Thanh Nguyên thì mình nghĩ rằng đây không phải là một cái hơi hướng mà Phạm Ngà gọi là quay xe để mà có thể cho mình Việt Nam.
Bởi vì ngoài đây là không phải là cái sự việc đầu tiên mà Phạm Ngà gọi là liên xuyên tạc cơ quan chức năng. Trước kia nữa. Trước kia cũng rất là nhiều những cái câu chuyện bệnh mà cô này đã với Phi Nhung với câu chuyện của bà Hằng đó. Cô này đã từng gọi là xuyên tạc rất là nhiều những cái câu chuyện, mà đặc biệt trong việc ngày hôm nay sau khi mà gọi là cái ý tưởng đầu tiên của ta vẫn là bình dịch. Nhưng mà có một cái sự việc xảy ra nào đó chắc hẳn là kiếm ăn không được rồi, hoặc là bị một số những cái thành phần gọi là họ đang kiếm ăn mà cô này tự nhiên nhảy vào để kêu gọi từ thiện, mất miếng bánh từ mất miếng bánh từ thiện. Vậy là nhiều người buông vào quá ha, đang đấu đá lẫn nhau để giành cái miếng bánh từ thiện là tiệm tóc Bồng Lai trong thời điểm hiện tại, khi mà thấy một số những cái luật sư đó của đội họ đăng tải thì ta tết tài khoản giao lưu cà phê thì thấy gọi là ngon quá. Nếu mà nó kiếm ăn thì kiếm ăn không lại luật sư Thiên Nam đâu, rồi, kiếm ăn không lại đâu. Cho nên người ta nhảy bạn qua. Hãy nhớ là luật sư của Thiên Nam bên bầu vũ trụ họ giao lưu cà phê số tài khoản cả ở Mỹ cũng có nha, số tài khoản Mỹ cũng có, số tài khoản Việt Nam cũng có nha. Vị đế có thấy là một số những video clip thì ông nói thẳng ra là ông chính là ông Đào Kim Lân là đăng lên những cái video trên mạng xã hội là cái kênh nhật ký Thiên Nam đó, thì có gọi là cảm ơn một số cô chú ở Mỹ đã gửi những cái này gửi cái kia. Nói chung là gửi rất là nhiều thứ mà những cái đó là họ đưa lên mạng xã hội thôi, còn những cái vấn đề khác mà họ không đưa lên thì làm sao mà chúng ta biết được, thưa quý vị. Và nghe đâu đó cái nguồn thông tin là nhận được đó chính là nếu như mà bảo vệ được cái Thiện Nam gọi là trắng án đi thì họ lại tiếp tục nhận được một khoản nào đó gọi là rất lớn, số tiền rất lớn đó. Thời điểm hiện tại thì mọi người nếu mà ai đã theo dõi câu chuyện Thiện Nam bên bầu vũ trụ ngay từ đầu thì mọi người sẽ nhận ra một điều là tất cả những người bênh vực cho Thiên Nam bên bầu vũ trụ hầu như đều sẽ nhận được rất nhiều tiền. Chúng ta gói thẳng như vậy, đúng không ạ? Bảo vệ cho Thiên Nam là nhận được rất nhiều tiền. Số tiền đó các cô chú anh chị và các bạn cũng phải nhớ rằng là kiều bào nước ngoài cũng phải vất vả đi làm mới có. Nhưng hy vọng là mọi người đừng có nhìn vào cái câu chuyện đó để mọi người chuyển tiền cho những cái thành viên đó. Bởi vì dù sao đi chăng nữa cái câu chuyện bây giờ nó đã 3 năm rõ 10 năm rồi, nó đến 90% rồi, chẳng qua là trên thủ tục pháp lý là để xử và kết luận điều tra thôi. Còn cái câu chuyện những người dân hay những người đã từng sinh sống ở Tịnh Thất Bồng Lai như Lê Thanh Minh Tùng này, rồi một vài cô gái đã rời khỏi Tịnh Thất Bồng Lai trước kia đã từng gặp Estan TV và cũng đã có những cái đoạn ghi âm cho cô chú anh chị và các bạn rồi đó. Đó là những cái nhân chứng sống. Chúng ta phải nhìn vào ở đây, ngoài công việc cái việc chúng ta theo dõi trên mạng xã hội thì chúng ta cũng nên chắt lọc thông tin, kiểm chứng và nhìn. Nói chung là chúng ta nghe bên này chúng ta phải nghe bên khác nữa. Chứ các anh các chị mà chỉ có nghe những cái lời ca thán rồi kêu gào giống như là họ bị oan, giống như là tất cả những cái sự việc đó là do cơ quan chức năng huyện Đức Hòa hay là tòa án nhân dân tỉnh Long An kết tội và trù dập họ, thì các anh các chị đã thua một cái câu chuyện hoặc một cái canh bạc rất là lớn. Đặc biệt trong sự việc ngày hôm nay đó, thưa quý vị, khi mà có những video clip mà anh em đặc biệt làm những cái đề tài liên quan đến Diễm My thì có thể thấy rằng là bị tấn công cực kỳ dữ dội. Dường như Diễm My là một trong những cái nhân vật mà họ được cho là họ được bảo vệ, ông muốn bảo vệ Diễm My, cũng như là không ai muốn gọi là nhắc đến những cái sự tung tích về Diễm My. Khi mà anh em mà nhắc đến công việc của Diễm My, những cái vấn đề xung quanh cô ấy, cái cô bé này thì bị tấn công, nhưng mà cái sự tấn công đó thì quý vị có thể thấy là đối với khi mà bọn em đó thật ra bị tấn công thì đôi lúc cũng có cái sự mệt mỏi trong đó quý vị. Khi mà làm việc cũng như là mình không biết được họ là đang ở trong tối, chúng ta đang ngoài sáng, chúng ta đang đi ngoài đường. Đúng rồi. Thì lỡ gặp họ may mắn đó là cái điều mà các anh em cũng gọi là chú ý rất là nhiều. Nhưng mà nói chung á thì cũng phải chấp nhận thôi quý vị. Bởi vì làm cái thông tin, cái sự việc ngày hôm nay thì chúng ta phải chấp nhận cái điều đó. Khi mà họ muốn gọi là tấn công chúng ta cái lúc nào thì chúng ta không thể nào gọi là đề phòng hết được. Đến đây rồi thì chúng tôi mới cảm nhận được là cái sự vất vả và đau khổ của cha mẹ Diễm My này. Nếu nói đến đây thì chúng ta phải nhớ rằng là anh Thắng Chị Mai ngày xưa khi lên tiếng về cái sự việc của con mình nha, là phía bên Thiên Nam bên bầu vũ trụ họ chơi cái bài là công bố địa chỉ. Công bố địa chỉ của cha mẹ Diễm My khiến cho cái cuộc sống tinh thần và cái thể xác của cha mẹ Diễm My bị dày vò trong suốt thời gian dài. Có lẽ là mọi người nên cảm nhận, nếu như các cô chú anh chị và các bạn có con mà như Diễm My nói về cha mẹ mình, hoặc là con em mình bước vào một cái động tà am như kiểu Thiên Nam bên bầu vũ trụ, thôi thì mọi lời đánh giá nhường lại cho tất cả mọi người. Hai anh em có ý kiến gì nữa không? Thì nói chung á là cái tà am này nó là hoạt động nó cũng lâu, nó cũng dài rồi, nhưng mà khi mà không biết cái này là trời xui đất khiến hay sao đó, mà Diễm My là một cái mấu chốt rất là quan trọng. Danh vật Thiên Nam ha, danh vật rồi. Lê Tùng Vân chuyên nói Diễm My giống như một cô tiên. Thật ra là có một cái thông tin cho rằng là cái gương mặt Diễm My
rất giống một cái hình ảnh của một diễn viên người Trung Quốc mà cô ta đóng một bộ phim được là Tiên Nữ đó. Đúng rồi, giống mình cũng có nghe câu chuyện đấy và nhìn Diễm My cũng có phong thái. Và cái điều đó là khiến cho gọi là các đặc biệt là cá nhân cũng Lê Tùng Vân xem Diễm My là một cái nhân vật để mà có thể gọi là gieo hạt giống dòng tiên rồng, thấy không? Chỉ cô ấy mới mang lại cái hạt giống dòng tiên rồng và tạo ra những cái con người gọi là vĩ nhân như mà người ta nói. Bất chấp giành giật ha. Bất chấp giành giật và phải bắt buộc phải bảo vệ cái hạt giống tiên rồng đó. Chính vì vậy mà những cái thông tin mà chúng ta nghe thời gian vừa rồi á, là Diễm My có lúc thì chúng ta cũng phỏng đoán là ở Campuchia, phỏng đoán là đi Thái Lan hoặc là trốn sang một nước thứ ba như những người trong Thiền Nam họ đặt ra câu hỏi như vậy. Nhưng mà mình nghĩ thì Diễm My khả năng vẫn ở Sài Gòn. Vì dù sao đi chăng nữa thì chúng ta nên nhớ là bà Vân đi đâu thì hầu như là Diễm My đi đó. Cái giả thuyết này nó sẽ xác thực hơn. Bởi vì dù sao thì bà Vân khi mà công an khám xét Tịnh Thất Bồng Lai, cùng lúc đó là bà Lê Thu Vân là cũng đã bắt đầu chuẩn bị rời khỏi địa phương, biến mất cùng với Diễm My. Đấy là cái thời điểm mà chúng ta thấy. Và quan trọng nhất ở đây một điều nữa là Lê Thanh Minh Tú thi thoảng xuất hiện gặp luật sư của Thiền Nam bên bờ vũ trụ rất bí mật. Mà sâu chuỗi lại vấn đề thì bà Vân sẽ ở cùng Lê Thanh Minh Tú. Nhưng còn câu chuyện ở đây thì chúng ta không khẳng định nha. Chúng ta chỉ có giả thiết như vậy. Và bằng chứng là đã có những anh em đưa lên cái video là Lê Thanh Minh Tú gặp luật sư của Thiền Nam. Rồi sau đó cô chú anh chị và các bạn nhìn này, vừa có lệnh truy nã thì được một ngày sau, luật sư của Thiền Nam bên bờ vũ trụ họ đã nói rằng họ tìm mọi cách để liên lạc với bà Vân. Nhưng thực tế câu chuyện ở đây có phải như vậy không? Tôi nghĩ không phải. Tôi nghĩ là Diễm My vẫn đang ở Sài Gòn hoặc ở phía Nam. Đây là cái giả thuyết mà có thể là nó sẽ cho chúng ta một cái sự tin tưởng nhiều nhất. Nhưng cho đồng bằng thì nghĩ như thế nào? Nói chung là bây giờ thì em cũng không có biết được vấn đề là chuẩn bị ở đâu thôi. Chỉ chờ đợi thời gian, kết quả coi là cơ quan chức năng họ sẽ đi tìm như thế nào. Cũng như là những cái tin báo của người dân nó cũng rất là quan trọng. Đúng rồi. Hy vọng là cô chú anh chị và các bạn sẽ luôn ủng hộ cho các anh em. Còn chúng tôi trước khi kết thúc video này thì cũng xin gửi tới tất cả các khán giả, những người đang ủng hộ cho Thiền Nam bên bầu vũ trụ và cả những người đã theo và ủng hộ cho các anh em, đó là chúng ta làm việc gì chúng ta cũng phải thượng tôn pháp luật. Trước đây thượng tôn pháp luật, thứ hai là chúng ta phản biện lại những cái thành phần xuyên tạc chống phá vào những cái chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Còn mọi thông tin liên quan đến những câu chuyện nó là một cái giả thuyết, tuy nhiên ở cái vấn đề nào đó nó có cái nhận định hoặc là có cơ sở, chúng tôi sẽ luôn gửi tới cô chú anh chị và các bạn. Hy vọng là cô chú anh chị và các bạn sẽ like, subscribe kênh và chia sẻ video giúp cho tất cả các anh em. Chào tất cả mọi người. Cảm ơn. Vâng, ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến tất cả quý vị một cái sản phẩm, đó chính là mật ong rừng nguyên chất 100% thiên nhiên. Như quý vị được biết thì mật ong nó có rất là nhiều những cái công dụng, như là làm đẹp cho đến là những cái vấn đề chăm sóc sức khỏe. Nó phù hợp cho mọi độ tuổi, từ lớn đến bé, từ trẻ em thì từ 1 tuổi trở lên sử dụng rất là tốt. Thì nếu như quý vị khán giả nào cần thì hãy liên hệ inbox qua cái số Zalo của em ghim trên màn hình. Đây là mật ong rừng nguyên chất thiên nhiên 100%, bao xài bao thử, miễn phí ship toàn quốc. Mong rằng quý vị cô chú hãy ủng hộ cho mật ong rừng nguyên chất. Xin cảm ơn.